thưa quý vị những năm trở lại đây xu hướng trưng bày những giỏ hoa treo ngày tết được nhiều người dân lựa chọn để mang sắc xuân về với tổ ấm của gia đình nắm bắt được xu hướng này các chủ vườn hoa treo trên địa bàn huyện hòa vang cũng đang tất bật chăm sóc sẵn sàng phục vụ những giỏ hoa treo đầy màu sắc cho thị trường cuối năm ghi nhận của phóng viên thời sự tại vùng hoa dương sơn xã hòa châu huyện hòa vang những ngày này, bà con nông dân tại thôn Dương Sơn đang tích cực chăm bón cho các vườn hoa treo, đảm bảo cung cấp nhu cầu thị trường dịp Tết. Theo bà con nông dân, so với các chủng loại khác thì hoa treo có khả năng thích nghi tốt với sự biến đổi của thời tiết. Chỉ cần cung cấp đủ nước và chăm phân đúng kỹ thuật, hoa sẽ rất lâu tàn. Theo thời tiết là dậu mùa, ném lại thành tổ hoa nhanh, nhưng mà mùa mưa thời tiết là nhiều cho nên phải giam những cái thuốc men hay là phân bón cho nó đọt nhiều yêu cào hoa mới nở là một trong những vùng trồng hoa treo lớn trên địa bàn thành phố những ngày này các chủ vườn tại thôn dương sơn cũng đã bắt đầu xuất hoa đi phân phối cho các khách sĩ trong và ngoài thành phố đà nẵng thú chơi hoa treo của người dân ngày càng nở rộ cũng là tín hiệu vui cho bà con nông dân tại đây cái nhu cầu của thị trường ấy, thì hoa treo bây giờ nó ăn khách vô cùng hoa treo là bỏ sĩ về vừa nó bán lại là họ đặc sản họ gấu đầu rồi đây về họ trả hàng thôi chứ họ không còn la ra tới những người mà bình thường tới đây thì mua 10 chậu năm ba chậu chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 bà con vùng hoa Dương Sơn nói riêng và huyện Hòa Vang nói chung chỉ hy vọng cho thời tiết thuận lợi để hoa sinh trưởng thuốc kịp thời cung ứng cho thị trường đảm bảo một cái tết ấm no